Sau thời gian dài nghỉ học do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì hôm nay, ngày 4 tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại. Các khối lớp nhỏ hơn sẽ trở lại trường vào 1 đến 2 tuần sau đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, có 15 tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước, trong và sau khi học tập ở trường. Các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt, phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Một yêu cầu quan trọng để phòng dịch là giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa và sinh hoạt tập thể.